Xin chào các bạn nhé. Hôm nay sản phẩm Smart Home xin giới thiệu với các bạn về cái mạch cầu thang. Hiện tại thì mạch cầu thang này chỉ sử dụng LED full 1903 hoặc là W2812 nhé. Thì đối với 1903 thì nó sẽ khác màu, còn 2812 nó sẽ khác màu đấy. Thì các bác mà cần quan tâm thì inbox em để em hỗ trợ. Các màu đây là cái màu mình chọn đấy. Thì mạch này thì đang mặc định chọn được 3 màu đây, có thể setup được trên máy tính, bắt wifi của nó phát ra đấy, thì vào truy cập 9.9.9.9 nó sẽ ra cái bảng như thế này, nó sẽ load được cái chương trình mà nó đang lưu. Hiện tại thì nó sẽ là chọn được số lượng cảm biến 2 và 4 này đấy, số lượng bậc này, số lượng led của từng bậc này. Mạch này thì mình đang làm mắc nhất được có 800 led thôi, nên mình sẽ tùy vào mỗi gia đình để mình sẽ chọn xem là sử dụng từng bậc hay là chạy một thanh dài đấy. Đây là độ trễ khi mà sáng của từng bậc này đấy, mình sẽ chọn nó chạy 10 led một hoặc hành 50 led một, xong rồi dừng xuống hay là như thế nào đấy. Đấy, màu sắc thì mình sẽ chọn người đi lên người đi xuống, chọn màu xanh lá, xanh dương này đấy, có 3 màu thôi. Hiện tại mình này đang nhược điểm nó chọn được có 3 màu đấy, chọn thời gian khi mà sáng hết này đấy, delay đấy. Đấy, ngày và đêm. Ở chọn cái giãn cách led này, ví dụ đối với các cái cầu thang mà chạy zig zag hình chữ Z đấy, tức là mình không muốn cắt ra mà mình muốn đi zig zag thì này là led 3 giây mà zig zag thì sẽ chọn cái điểm không này, cái điểm này để mình chọn cái điểm chết, test chết, tức là led không sáng. Đối với loại W2812 thì hiện tại cái chức năng này không dùng được vì nó đang bị luôn sáng. Còn đối với W1903 thì sẽ dùng được. Đấy, thế là nhược điểm của cái chỗ này. Còn không thì mình sẽ chọn LED chạy hết. Đấy. Bây giờ mình demo nhé. Ở đây thì sử dụng cảm biến thì mình có thể cảm biến này này, cảm biến 80cm này. Còn lại thì 80cm nhưng thực tế nó chỉ được 45cm thôi. Đối với các cầu thang mà dưới 1m thì sử dụng con này được, còn không thì sử dụng các cái loại cảm biến có lăng kính. Đấy, mình đang làm một đường dài đây, ở đây đang là 2 cuộn led tương ứng với 600 led. Đấy, cổng thì mình thiết kế theo kiểu là có opto nên là mình có thể sử dụng được loại cảm biến thuận hoặc ngược đều được cả. Đấy. Cách đấu nối thì mình sẽ có sơ đồ. Đây, bây giờ mình sẽ chọn loại 2 cảm biến. Đấy, khi mình nhấn trên máy tính này lưu này thì nó sẽ chạy rồi. Đấy, khi nhấn lưu thì led nó sẽ sáng lên cho mình để mình biết được là đã lưu thành công. Đây, ví dụ mình chọn này. Đấy, chọn hai người cùng đi vào này. Đấy, hai người cùng đi vào thì màu xanh với màu đỏ xanh dương, lá xanh dương nó cùng kéo với nhau. Đây, dòng của con này nó cũng khá cao nhưng mình đang làm luôn cái đồng hồ đo dòng này. Nếu mà sáng hết thì cũng gần 10A đấy. Đấy, khi mà nó sáng nó chạm vào nhau thì nó sẽ có pha màu. Còn đối với trường hợp mà đang đi, đang tắt mà lại có người đi vào tiếp thì nó vẫn cứ sáng tiếp đấy. Đấy, ví dụ có người vừa đi vào đấy. Đấy, mạch mình tích hợp thêm RF để bật wifi và tắt wifi. Đây, bật wifi và tắt wifi, reset. Chế độ auto tức là nó chế độ chạy một số cái hiệu ứng auto. Ở đây mình không đánh mạnh về cái auto nên là nó cũng sẽ có một số hiệu ứng cơ bản thôi. Quan trọng là tính năng chạy được 4 cảm biến, setup và chạy ít giây. Bản này nó đang như vậy. Đấy. Ví dụ như một người đi vào này. Đấy, thời gian mình đang để đây là delay 2000 tức là 2 giây. Đấy. 2 giây nó sẽ tắt. Ví dụ nó đang tắt mình sẽ cho nó đi, có người đi vào. Đấy, đang tắt thì nhá. Thì có người đi vào này. Đấy, nó sẽ lùa theo. Còn đối với có người đang trên đang đi xuống này thì nó sẽ lùa ngược lại. Bản này nó thông minh hơn. Đấy, nó lùa lại thì màu nó sẽ khác, sau đấy nó sẽ pha. Đấy, còn chế độ auto thì nó có một số hiệu ứng đây. Đấy, chế độ auto.
À đây là tắt wifi, chế độ auto là những đếm đen. Thực ra cái giờ ép này mình thấy nó không cần thiết lắm đấy, auto chỉ cần ở trên mạch có 3 nút rồi thì mình ra mình nhấn nhanh giờ ép cồng kềnh cao hơn đấy. Giờ ép thì mình sẽ độ thêm một cái module giờ ép vào đây đấy, thêm một cái module giờ ép vào và kèm đấy một tay phát đấy. Led thì ở đây có một cổng 5V, thì các bạn dùng led 5V thì dùng cổng 5V. Data led đấy ra data của led này. Đấy, âm này. Nếu mà dùng 12V thì cấp 12V vào đây. Lấy led ở 12V đây luôn nếu mà dùng led 12V. Ở đây nó có thêm một cái cổng cảm biến ánh sáng này. Đấy, chọn được cảm biến ánh sáng, chọn ngày và đêm. Đây, trên này nó có luôn chọn này. Đấy. Chọn chọn chạy cả đêm. À, chọn chạy mình đêm hoặc là cả ngày cả đêm này. Đấy. Cài đặt trên điện thoại cũng được mà trên máy tính cũng được. Còn đối với các trường hợp mà nó bị treo thì các bạn cứ nhấn reset một cái này. Xong rồi nhấn ESP để nó phát lại wifi, nhấn reset này. Xong nhấn ESP này. Đấy, thì nó đèn led này sáng lên thì chúng ta đang phát wifi, bắt wifi lại. Sau đấy vào trình duyệt, thường thì mình dùng chôm thì nó sẽ ok. Nó sẽ load được ok hết. Còn chế độ auto thì nhấn đây thì nó sẽ chạy auto. Tắt auto, bật auto. Đấy. Bật này. Tắt đi. Đấy. Bản này thì nó có thêm 4 cảm biến, đếm được số người ra vào. Nó hay hơn là đếm cảm biến này. Thứ hai nữa là cái phần đấu cảm biến nó cũng thuận tiện hơn. Đấy, cảm biến ánh sáng nó kiểu sử dụng led full nó cũng tiện, đi ít dây hơn. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.